Thế Giới Máy xin mến chào anh em. Và anh em thấy là chúng tôi đang sử dụng là một dòng máy rửa xe công nghiệp đến thương hiệu Toàn Phát, có mã là TPLX3000BG. Và với dòng máy này sẽ trang bị công suất thật lên đến 3000W, áp lực làm việc là 180 bar, cho ra khả năng xịt rửa vô cùng mạnh mẽ. Chi tiết về máy như thế nào thì ngay bây giờ anh em hãy cùng Thế Giới Máy tìm hiểu. Một dòng máy rửa xe hoạt động mạnh mẽ không thể không kể đến đó là motor của máy. Motor sử dụng là motor Toàn Phát, lõi motor 100% nội đồng với công suất trang bị là 3000W, cho ra khả năng làm việc vô cùng mạnh mẽ. Ngoài ra thì máy còn trang bị thêm một đồng hồ đo áp để có thể hiển thị trực tiếp áp lực trong quá trình máy hoạt động. Còn bây giờ thì Thế Giới Máy sẽ bắt đầu test kỹ lại một lần nữa cho anh em cùng xem rõ hơn về khả năng xịt rửa của dòng máy Toàn Phát này nhé. Nhờ vào tính năng phun nước mạnh mẽ, làm sạch vết bẩn dễ dàng, giúp người dùng không phải tốn nhiều thời gian cũng như là công sức trong quá trình vệ sinh và lau chùi. Hơn thế nữa thì dòng máy này còn giúp cho anh em có thể tiết kiệm điện và một lượng nước đáng kể, giảm hơn 50% sức lực so với cách rửa xe truyền thống thông thường. Vậy còn chần chờ gì nữa mà anh em không nhắc thì thổi lên để có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại trên màn hình là đã có thể sở hữu ngay một công cụ hỗ trợ đắc lực cho anh em trong việc rửa xe của mình. Còn bây giờ thì Thế Giới Máy xin mến chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.